Thưa quý vị, thời gian qua, Đà Nẵng đã hợp tác với nhiều tỉnh thành trên cả nước nhằm đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Tiền Giang là một trong số các địa phương ký thỏa thuận hợp tác về sản xuất tiêu thụ trái cây thủy sản an toàn với thành phố Đà Nẵng. Đến nay, qua gần 5 năm triển khai, hai địa phương đã nâng cao hiệu quả phối hợp trong việc kiểm soát an toàn thực phẩm đối với nguồn nguyên liệu đầu vào, hình thành các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Theo kết quả thống kê của Sở Công Thương thành phố, từ năm 2017 đến 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản lượng trái cây nhập từ tỉnh Tiền Giang về tiêu thụ tại chợ đầu mối Hòa Cường, Đà Nẵng khoảng hơn 1.750 tấn một tháng, tương đương khoảng 21.000 tấn một năm, chiếm khoảng từ 35 đến 40% lượng trái cây phân phối tại chợ đầu mối Hòa Cường. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, tỉnh Tiền Giang thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, kiểm tra đánh giá xếp loại 91 cơ sở cung cấp rau củ quả, đồng thời tiến hành lấy mẫu, kiểm tra chỉ tiêu dư lượng thuốc bảo vệ thực phẩm từ các cơ sở cung cấp nông sản cho thị trường Đà Nẵng. Tôi đã có thêm một cái thị trường tiêu thụ các cái mặt hàng nông sản đảm bảo về an toàn thực phẩm, đặc sản của tỉnh, góp phần giải quyết cái khó nhất hiện nay là cái tiêu thụ nông sản của bà con nông dân. Qua gần 5 năm triển khai hợp tác, Đà Nẵng, Tiền Giang đã xây dựng phát triển các chuỗi cung ứng nông sản an toàn từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố đã tổ chức kết nối với hai đơn vị cung ứng rau từ tỉnh Tiền Giang là Hợp tác xã Rau An toàn Gò Công và Hợp tác xã Rau An toàn Thành Hưng. Thành phố cũng luôn hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nông sản an toàn của tỉnh Tiền Giang tiếp cận thị trường Đà Nẵng, liên kết với các doanh nghiệp cũng như các đơn vị phân phối. Cái việc kết nối với lại các cái doanh nghiệp của tỉnh bạn với cái tinh thần như vậy để đảm bảo cái an toàn cái chuỗi cung ứng, an toàn thực phẩm và cũng như là an toàn cho cái sức khỏe của con người. Tại hội nghị đánh giá tình hình hợp tác về xây dựng, sản xuất, phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn giữa Tiền Giang và Đà Nẵng, hai bên cũng đã xác định rõ Tiền Giang với thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, Đà Nẵng có thị trường tiêu thụ mạnh. Vì vậy, việc hợp tác giữa hai địa phương được xem là bước đi đúng đắn, góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất, kinh doanh, tạo đầu ra ổn định và nâng cao giá trị cho nông sản, thực phẩm. Tuy nhiên, cũng có không ít những khó khăn, thách thức đặt ra trong quá trình liên kết, nhất là trong thời buổi cạnh tranh thị trường và vấn nạn thực phẩm bẩn như hiện nay. Cái nhu cầu tiêu dùng về mặt an toàn thực phẩm, về mặt chất lượng của người tiêu dùng trong nước cũng như khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng thì cái yêu cầu ngày càng cao hơn. Do vậy thì cái vấn đề của Tiền Giang chúng tôi sẽ tăng cường xây dựng các cái vùng nguyên liệu sản xuất đạt chứng nhận theo cái tiêu chuẩn GAP và các cái tiêu chuẩn tương đương để từ đó có thể đảm bảo được chất lượng, có thể truy xuất nguồn gốc và đảm bảo về mặt chất lượng an toàn thực phẩm. Mỗi năm Đà Nẵng tiêu thụ khoảng 62.000 tấn rau, 48.000 tấn trái cây, 44.200 tấn thịt và hơn 12.000 tấn thủy sản. Tuy nhiên, sản xuất nông sản tại chỗ trên địa bàn thành phố chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu. 90% còn lại là nhập khẩu và nhập từ các tỉnh bạn. Chính vì vậy, việc liên kết với tỉnh Tiền Giang nói riêng và với các địa phương trên cả nước nói chung để xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài.